Xin chào tất cả mọi người, em đây rất vui được gặp lại mọi người trong một cái livestream để chia sẻ về một cái công nghệ laser mới nhất tại DK. Đây là một cái công nghệ mà mới nhất trên thế giới và nó là một cái công nghệ có thể điều trị được tất cả những cái sắc tố da khó nhất và với thời gian ngắn nhất. Mình xin chia sẻ một số các cái kiến thức về laser để cho mọi người cùng tăng thêm kiến thức của mình. Hiện nay trên thị trường thì có 3 loại laser chính. Các loại laser này thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy dòng máy, tùy hãng, nó có các cái giá tiền rất là khác nhau. Nhưng tự chung thì chúng ta sẽ quy ra thành 3 công nghệ. Công nghệ đầu tiên là laser CO2, công nghệ thứ hai là công nghệ laser Quick, và công nghệ thứ ba là công nghệ laser mới nhất là Picosecond. Nói về cái công nghệ laser CO2 ấy, đây là cái công nghệ mà nó đã khá cũ rồi, nó đã có trên thị trường khá là nhiều năm. Công nghệ này có một cái ưu điểm ấy, đấy là giá thành của nó rất là rẻ. Hầu như là các cái đơn vị làm về phun xăm thẩm mỹ hoặc làm về thẩm mỹ thì đầu tư những công nghệ này bởi vì là giá thành rẻ. Nhưng nó có một cái nhược điểm là nó sẽ sử dụng những cái tia sinh nhiệt và nó làm đốt cái vùng da mà mình muốn cần xóa. Thế cho nên là khi mà mình đốt cái vùng da đó ấy, thì nó sẽ khiến cho cái vùng da của mình ấy, nó bị bỏng, cháy, sẹo, nhiều cháy trụi lông. Da của chúng ta có hiện tượng trắng da, hiện tượng chai da. Đấy là hiện tượng mà rất nhiều các chị em gặp phải trong quá trình khi mà đi hút một laser. Và với cái công nghệ này ấy, thì nó sẽ rất khó để điều chỉnh các cái mức nhiệt cũng như là giống như là các bước sóng để làm sao mà nó phù hợp với cả từng loại da. Cho nên là cái nhược điểm của nó là không an toàn cho da. Và đặc biệt nó là khi mà nó làm đốt cái vùng da đó ấy, thì nó sẽ không hết được mực, nhưng mà nó làm bỏng cháy da của chúng ta. Cho nên rất nhiều chị em đi hút mực laser ở các chỗ khác đến với DK thì nói rằng là tại sao ở chỗ hút được chỗ khác rất là nhiều lần, 5-10 lần rồi, nhưng mà mực không mờ đi mà càng ngày nó càng đổi màu sang những cái gốc mực rất là khó, màu đỏ, rồi là da bị chai, trụi. Đấy là những hiện tượng mà chúng ta hay gặp trong cái laser CO2. Công nghệ laser về sau thứ hai đấy là công nghệ laser Quick. Đây cũng là một cái công nghệ khá là an toàn. Nó không sử dụng là đốt cái vùng da của mình mà nó sử dụng những cái bước sóng với cái nguyên lý là phát ra những cái xung cực ngắn. Thay vì cái tác động quang như dòng laser cũ thì từ quang cho đến cơ để cho đến hiệu ứng sóng tác động chính xác vào vùng da, vùng sắc tố làm phân hủy thành cái vùng sau đó thành những cái hạt nhỏ li ti và cơ thể của chúng ta sẽ đào thải ra bên ngoài. Đây là cơ chế hoạt động của laser Quick, cũng nó cũng tương tự đối giống như là cái công nghệ mà laser Unchained ở DK. Cả những khách hàng nào mà đã hút mực tại laser tại DK trong thời gian 2 năm vừa qua thì mọi người cũng thấy là đến với DK á, thì các bạn sẽ thấy là lông mày của chúng ta sẽ không bị cháy trụi, da của chúng ta sẽ không bị tổn thương, cái vùng da mà sau khi chúng ta hút xong ấy nó sẽ giống như bình thường, và cái thời gian chúng ta không có mất thời gian kiêng khem gì cả, sau khi hút xong chúng ta có thể trang điểm đi chơi được như bình thường. Đấy là những lợi ích của laser Quick. Nhưng mà đến năm 2019 thì hiện nay trên thế giới chúng ta đã xuất hiện một cái dòng laser, công nghệ laser mới hơn. Đấy là công nghệ laser Picosecond. Thì mình có thể chia sẻ với các bạn sự so sánh giữa công nghệ laser cũ là laser Quick là năm trước và laser Picosecond trong năm nay. Cái dòng laser tại DK là Picomark thì nó có một cái ưu điểm rất khác biệt đối với cả những dòng laser cũ. Đó là nếu chúng ta so sánh được về tốc độ phát xung sóng thì laser Quick thì nó sẽ có bước sóng ngắn khoảng tầm 1/1/1000 tỷ giây. Còn với công nghệ Picosecond siêu laser Picomark ấy thì cái bước sóng nó là cực cực ngắn, siêu ngắn. Nó gọi là siêu laser với cái bước sóng cực ngắn là 1/1000 tỷ giây, tức nó chênh nhau khoảng 1000 lần. Cho nên là với cái bước sóng cực ngắn như vậy ấy, thì cái tia laser của chúng ta sẽ nó sẽ làm vỡ mực sâu ở dưới da của chúng ta hơn. Ngày xưa với Quick, trước đây với Quick thì chúng ta sẽ bước sóng có thể tác động đến cái vùng da trên cao này, thì đến bây giờ laser Picosecond nó cao hơn nữa, tức nó sâu hơn nữa dưới da của chúng ta. Thì sau khi mà những hạt mực nó vỡ ra với cái tần suất cao hơn này, sâu hơn này, thì tương tự như vậy nó sẽ khiến cho da của chúng ta hết mực nhanh hơn với thời gian ngắn hơn. Đây là một điều mà tất cả các chị em rất là quan tâm, bởi vì rất nhiều khách hàng ở xa này, rất nhiều khách hàng ở tỉnh này, rất nhiều những mà chị em mà đã từng phun xăm rất là nhiều lần rồi, thì các chị em ngoài vấn đề không quan tâm đến tổn thương da
thì các chị lại còn quan tâm đến thời gian hút và số lần hút, bởi vì các chị không có thời gian để đi lại nhiều. Chính vì vậy cho nên là cái yếu tố đó khiến cho laser picosecond trở thành một cái phương án tuyệt vời dành cho các chị em. Đây là một bước đột phá trong công nghệ laser, nó được gọi là siêu laser. Và hiện nay sau khi mà đã cập nhật được cái xu hướng mới nhất trên thế giới thì DK đã mang siêu laser này đến với DK, và các chị em sẽ được trải nghiệm nó trong một thời gian gần nhất tại lễ chuyển giao công nghệ laser PicoMark tại DK trong thời gian ngắn nhất. Và trong live stream này thì em cũng chia sẻ thêm một chút về cái tác dụng vô cùng tuyệt vời nữa của laser PicoMark. Đấy là ngoài vấn đề về xử lý mực xăm thẩm mỹ, mày, môi, mí, thì DK với PicoMark thì nó còn xử lý tất cả những cái loại mực xăm, tattoo trên cơ thể của chúng ta rất là hiệu quả. Có thể so sánh là như thế này. Nếu như là dùng những cái công nghệ laser cũ ấy, thì cái thời gian để chúng ta xử lý những cái mực tattoo ở trên da nó rất là lâu, bởi vì là mực xăm tattoo thì nó rất là đậm, và ngoài ra thì cái mực xăm đấy á, nó có hàm lượng hóa chất khá là cao. Thế cho nên khi mà đi vào trong da của chúng ta, đặc biệt là những cái vùng da mỏng ở trên cơ thể của chúng ta á, thì là nó sẽ rất là sâu, cho nên là để mà xử lý được nó với những dòng laser cũ thì nó thường là không hiệu quả cao, mà nó thường chỉ mất được hết được khoảng tầm 80%, 85%. Và đặc biệt đối với những màu như xanh, đỏ, tím, vàng, những cái màu khó như vậy thì nó có thể hết chỉ tầm khoảng 60-70% thôi. Nhưng mà với cái laser picosecond ấy thì cái thời gian nó rất là ngắn. Ví dụ như là laser cũ Ultrahead chúng ta mất 3 lần để hút, với cái hiệu quả như vậy thì picosecond chỉ mất 1 lần. Tương tự nếu mà chúng ta mất 10 lần thì picosecond chỉ mất có 3-4 lần thôi. Đấy là thời gian chúng ta rất là ngắn. Và ngoài ra thì picosecond có thể xử lý những cái màu cực khó, ví dụ như là màu xanh, đỏ, tím, vàng, những cái màu đấy chúng ta có thể xử lý sạch đến 95-99%. DK đã xử lý những cái ca laser về tattoo cực kỳ tốt, và với những cái ca dễ như là phun xăm thẩm mỹ mày hay môi hay mí thì thời gian nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Rất nhiều chị em thắc mắc với DK là tại sao bạn chị hút chỉ có một lần là sạch, mà tại sao là chị hút lại mất 3-4 lần. Thì chia sẻ với mọi người, đấy chính là cái điều khác biệt giữa laser picosecond và những cái laser ở thế hệ cũ. Đây là những cái chia sẻ mà rất là kỹ lưỡng về công nghệ laser picosecond, và chắc chắn rằng lễ chuyển giao công nghệ picosecond sẽ là một cái bước đột phá đối với DK, cũng giống như là các chị em quan tâm đến cái việc xử lý những cái màu mực cũ, và đặc biệt là những cái chị em nào đã từng tattoo trên người mà muốn xóa cái vết mực đó đi. Và DK sẽ cập nhật cho các chị em những hình ảnh mới nhất trong buổi chuyển giao công nghệ vào thời gian tới, và hy vọng là tất cả các khách hàng cũng như là các chị em sẽ ủng hộ cho công nghệ mới này của DK. Và với một điều đặc biệt hơn nữa là DK cập nhật công nghệ mới nhất với máy laser đắt tiền nhất và tốt nhất hiện nay, nhưng mà giá thành của các liệu trình thì DK cam kết là không thay đổi. Đấy là một sự đồng hành rất lớn giữa DK và các chị em cũng giống như là các khách hàng. Hy vọng là các khách hàng có thể ủng hộ cho DK, và hãy chia sẻ thật nhiều những cái like này để cho những chị em bạn bè nào mà có nhu cầu xóa xăm an toàn, không gây tổn thương da, không phải kiêng krem, và đặc biệt là hiệu quả thời gian ngắn nhất và sạch tốt nhất, thì hãy tìm đến với DK nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và hãy share cho DK nhé. Bye bye.